Thưa quý vị, bên cạnh thủ đoạn giả vờ hỏi đường thì các đối tượng còn ngụy trang dưới lớp bọc là người giàu có để người dân lơ là. Không phải cứ đi xe SH đắt tiền, ăn mặc lịch sự sang trọng thì là người giàu, người tử tế. Đơn cử là trường hợp ngay sau đây. Đây là tiệm tạp hóa ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Còn đây là nhân vật chính. Thanh niên nhìn rất dân chơi, đi xe SH gần 100 triệu, dừng trước tiệm rồi nhẹ nhàng vào trong. Đầu tiên, nam thanh niên rất lịch sự, gọi chủ tiệm ra để mua hàng. Nhưng chạy ra là một bé gái. Kẻ này nói cô bé bán cho mình sữa đậu nành, nhưng cô bé trả lời là không có mặt hàng này, rồi chạy qua nhà kế bên. Tranh thủ sơ hở này, nam thanh niên đi nhanh vào tiệm, tiếp cận chiếc giỏ trên, lấy đi một số tiền bên trong, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, nhét số tiền vừa trộm vào trong ví của mình. Khi bé gái trở về thì tên này thản nhiên nói bé bán một chai nước ngọt, rồi lên xe tẩu thoát. Qua tình huống vừa rồi có thể thấy, khách hàng không đơn thuần là người mua hàng giúp chủ tiệm sinh lời, mà còn có thể là người lấy đi tiền của vốn liếng của ta. Ví dụ như vị khách trong tình huống vừa rồi chẳng hạn. Ngoài lắp đặt camera thì mỗi tiệm tạp hóa nên dành một khu vực nhỏ để tủ đựng vật dụng cá nhân cho khách hàng để áo khoác hoặc là túi xách. Đồng thời nếu tiệm có quy mô lớn thì chủ tiệm cần thuê bảo vệ để vừa giữ xe cho khách vừa giúp canh khách hàng.